Thầy Dương xin kính chào toàn thể quý cô chú, anh chị em và các bạn thân mến Lời đầu tiên cho Thầy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe an toàn thể quý vị à, Đối với những người à, theo đạo Phật của quý vị thì những ngày hôm nay là những ngày mất mát lớn Và quý vị thì Hòa Thượng thích tuệ sĩ đã viên tịch à, Có rất là nhiều anh chị em ở trên mạng chia sẻ về những thông tin này Cũng như những việc làm khi mà Hòa Thượng thích tuệ sĩ còn sống À, anh chị biết rằng là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì Phật giáo gần như rất là khó hoạt động, Đặc nhất là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì tụi Việt Cộng nó nó gần như là nó bóp cổ người ta luôn anh chị, nó không để cho người ta được hoạt động một cách tự do như trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì trong số đó có Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là một trong những nạn nhân thì bị Việt Cộng bắt giam và tuyên án tử hình đó cho nên là một người giống như là hòa thượng thích tuệ sĩ khi mà mất đi khi mà viên tịch nó đã để lại uh, trong lòng uh, những người yêu mến ngài ha? rồi những phật tử uh, những cái sự tiếc nuối cả ở trong nước lẫn hải ngoại cái hình ảnh này nó nó hoàn toàn trái ngược với cái chuyện là những cái cán bộ cộng sản những cái nhân vật lãnh tụ ở tại việt nam hả vị mỗi lần mà có có chết này kia nọ đất nước có đám ma hay gọi là quốc tang đó, thì gần như là người dân rất hả hê đây là hình ảnh đối lập hoàn toàn với việc mà những người mà họ dấn thân họ hy sinh vì, vì chính nghĩa thì họ được yêu mến còn ngược lại những cái người kia gọi là lãnh đạo của một quốc gia đại diện cho họ là những người làm việc để phục vụ cho nhân dân mà rút cuộc thì nhân dân lại cảm thấy rằng anh chị mua bia mua rượu uống để mà ăn mừng khi mà nghe tin là có một nhân vật nào đó mà chết trong ngũ đảng cộng sản thì trong cái video ngày hôm nay đó thì dương chia sẻ về hòa uh, thượng uh, thích tuệ sĩ qua trang uh, luật khoa tạp chí uh, tuệ sĩ niềm tin không cần thế chấp không có chùa to Tên tuổi Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cũng không gắn với các đại lễ cầu siêu hay cúng sao giải hạn, khác với những tên tuổi lớn gây tranh cãi trong làng Phật giáo Việt Nam. Từ hôm Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhiều trí thức Việt Nam suy tôn Hòa Thượng không chỉ là một hành giả chân tu mà còn là một trí thức lớn, một phẩm tính, sự đóng góp cao tột. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của tuệ sĩ có lẽ là niềm tin mà hòa thượng được nhiều người trao gửi. Chinh phục lòng tin của những người đã mất niềm tin, đặc biệt là không còn tin tưởng vào Phật giáo Việt Nam, chắc chắn là một thách thức vô cùng lớn. Đã có quá nhiều chướng tài gai mắt về Phật giáo quốc doanh theo cách gọi phổ biến hiện nay của nhiều người. Dù tuệ sĩ có chủ ý chinh phục bá tánh hay không, thực hành giáo pháp và các tuyên ngôn của thầy cũng như hình ảnh về thầy vẫn thuyết phục công chúng. Đấu tranh cho tự do Chỉ riêng sự gắn bó với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tổ chức không được nhà nước Việt Nam công nhận đã cho thấy sự dấn thân của thầy đấu tranh cho tự do tôn giáo, đảm nhận vị trí chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ viện tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chỉ là sự tất yếu đến với thầy, cho dù ai đó kỳ vọng ở thầy nhiều hơn, nhất là ở giai đoạn cuối đời, sự quả cảm phi thường của tuệ sĩ là không thể bác bỏ. Không khó để biết thầy đã bị nhà nước Việt Nam kết án tử hình với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền vào năm 1988 cũng không khó tìm thông tin về tư tưởng, các tác phẩm và thực hành của tuệ sĩ. Trong tiểu luận trí thức phải nói, thầy viết, đối với giới trí thức nói riêng, mà xã hội Việt Nam truyền thống rất tôn trọng. Điều tuổi nhục lớn nhất là họ không thể thay những người dân thấp cổ bé miệng, nói lên một cách trung thực tất cả những uất ức, những khổ nhục mà họ phải chịu, những tuyên ngôn lớn, những tin tuổi lớn thường gắn với những tuyên ngôn giá trị, phẩm tính phi thường và ý thức chính trị cấp tiến của một nhà sư cũng gắn với những tuyên ngôn của tuệ sĩ. Năm 1998, trước khi kết thúc thời gian thụ án lần thứ hai đã kéo dài 14 năm, nhà cầm quyền yêu cầu hòa thượng ký đơn xin khoan hồng để giảm án. Tuệ sĩ đã nói: "Chúng tôi không công nhận giá trị của phiên tòa này. Tính pháp lý của bản án này các ông không có quyền giam giữ chúng tôi, thì sao lại có quyền khoan hồng hay ân xá chúng tôi? Hòa Thượng cũng mô tả giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức được nhà nước công nhận là nói một cách tượng hình. Nó chỉ hiện diện như một cái cúc áo cài trên bộ đại cán mỗi khi các lãnh tụ xuất hiện trước cộng đồng thế giới mà không bị hở lưng. Những chiếc cúc giúp họ che đậy thực tế là ở Việt Nam còn có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất một giáo hội không được nhà nước công nhận được cho là một chỉ dấu của sự thiếu vắng tự do tôn giáo một hình ảnh một cảm giác dung dị phương tây có ngạn ngữ don't judge a book by its cover dịch nghĩa là đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa của nó người việt cũng có câu y áo không làm nên thầy tu nhưng người việt cũng truyền nhau khái niệm tâm sinh tướng khác với những quần là áo lược, khác với những khuôn mặt bóng nhảy thường thấy, hòa thượng tuệ sĩ gắn với vẻ ngoài khổ hạnh, giản đơn như một thuyết pháp vô ngôn. Đại chúng, theo cách nói phổ biến thời nay, có thể không dành nhiều thời gian đọc và thậm chí không hiểu được ý nghĩa và giá trị của các kinh điển, giáo lý nói chung và tư tưởng của tuệ sĩ. Nhưng không thấy hòa thượng xuất hiện bên cạnh các quan chức cũng không thấy tuệ sĩ tay lần tràn hạt tay giữ điện thoại thông minh không ở chỗ lớn không xài xe sang và dường như không ô nhiễm với nhiều người Việt Nam niềm tin đã bị đánh cắp từ lâu hướng đi đào pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là một đề nghị tin yêu đính kèm tài sản thế chấp trong cái tình hình uh, tôn giáo ngày hôm nay nhất là Phật giáo đó quý vị thì gần như là chúng ta thấy nó biến tướng có rất là nhiều vị hòa thượng có những cái phát ngôn rất là dễ sợ à, thì dương thì không có nhớ những cái nhân vật đó ví dụ như ông có một ông hòa thượng à, thích chân quan hay gì đó thì ông nói rằng là là phụ nữ là đàn bà con gái thường có đừng có làm đẹp đó nhớ không kỹ làm đẹp thì sẽ tạo ra cái nghiệp rồi còn một ông nữa khác thì nói không? Uh, ở tại Việt Nam không là có rất là nhiều ma mà phải cái nơi nào mà kiểu giống như đất lành thì chim đậu thì đất nào tốt thì mới có ma ở nhiều nói chung là những cái vị hòa thượng mà ngày hôm nay họ lên họ họ thuyết pháp họ có những cái bài chia sẻ mà Thùy Dương nghe nổi da gà không còn nhìn thấy họ trong cái hành hài của một người thầy tu nữa Mà là một cái người gì đó Nói chung là Sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 Thì Việt Cộng nó cố tình Nó làm cho cái niềm tin của người dân Vào Phật giáo Vào Công giáo gần như là nó không còn Như ngày trước nữa đó. Người ta không còn tin tưởng Ví dụ như ở nhà Thùy Dương có người thân mà đi chùa Thùy Dương không cho đi nữa Nó là chùa ngày hôm nay vô trong đó nó toàn là nó lừa gạt mình, nó lừa đảo không à Nó dụ mình cúng dường này kia nọ Phải đúng không? Thì khi mà Thùy Dương nói với người thân, người nhà của mình đừng có đi Có nghĩa là sao anh chị? Đúng vào cái gì anh chị? Cái âm mưu của Việt Cộng rồi Tại sao Thùy Dương nói như vậy? Nó sợ người ta gom lại Bây giờ nó ngăn, nó cấm người ta Không theo đạo Phật không được Thì giờ còn cách nào? Nó cấm Phật giáo thuần thành nó ngăn chặn những cái gì anh chị những người phật giáo, giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đó hoạt động nó thay vào đó là giáo hội phật giáo ở việt nam quốc doanh tại sao có giáo hội phật giáo việt nam thống nhất rồi mà nó còn thành lập ra giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh để làm gì tại vì cái đường hướng của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất không phù hợp không đúng cái cách mà việt cộng nó muốn cai trị cho nên nó siết chặt nó làm khó khăn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở tại Việt Nam mà ngày hôm nay nói tới giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói như là một cái gì nó còn nằm trong quá khứ thôi nó còn là một cái tên gọi thôi còn nói về những cái hoạt động nó không còn nhưng ở ngoài đây nè các vị hòa thượng ở ngoài đây ở khắp mọi nơi nực có cộng đồng người Việt thì vẫn còn gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn ở tại Việt Nam thì có giáo hội Phật giáo Việt Nam nó thay thế cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để vô trong chùa những cái ông mà hòa thượng những ông nhà sư ngồi thuyết pháp nhưng mà chúng ta làm sao biết được những ông đó là những cái ông sư của Việt Cộng đó và cái mục đích của nó là nó ngồi đó nó thuyết pháp để cho người dân nghe cái cách thuyết pháp của nó nó cấm người ta không được tại vì đụng vô nó biết tôn giáo là một cái điều tối kỵ không thể ngăn cấm người ta có một cái niềm tin tín ngưỡng vậy thì nó làm cái gì bây giờ nó phải có cái cách để nó chen vào tôn giáo nó chen vào phật giáo cho nên ngày hôm nay nói về tôn giáo phật giáo ở tại việt nam nó phá cho ban rồi nó phá ban luôn có nhiều nhà có nhiều chùa đó quý vị được dựng lên đâu phải với cái mục đích là thuyết pháp để giúp đời để giúp người dân đâu mà dựng lên những cái ngôi chùa thật là sang trọng không thật là khang trang thật là lộng lẫy ở quận 2 có cái chùa đó cái chùa ngày xưa thì dương còn ở Sài Gòn là lúc đó là mới, thì dương còn ở đó cho đến lúc cái chùa xây xong luôn á quên cái tên cái ngôi chùa đó rồi ở ngay chỗ cái cầu ngay chỗ quận 2 chạy qua mà rẽ cái đường quẹo qua cái hướng mà đi về cái đường à, cái, cái 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 một cái chùa lớn lắm rất là lớn nó gần cái cạnh cầu cầu quận 2 mà đi qua cái cầu rạch chanh hay gì anh chị trời thật sự là 7 năm nay tôi ở nước ngoài rồi nói tới Việt Nam cái tôi quên nhiều lắm tôi không có nói cái 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 chùa Quang Minh hay là Quang Đăng cái gì đó cái chùa lớn thiệt là lớn thì cái khu vực quận 2 đó là ngày xưa nó nó, nó sang bằng nó lấy đất của người ta đó đến bây giờ nó vẫn còn cướp đất nó lấy đất nhà thờ đất chùa đó anh chị rồi bắt đầu nó 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 nó, nó, nó phân lô bán nền rồi bây giờ là có một cái ngôi chùa khổng lồ dựng lên ở đó thì cái ngôi chùa đó là có một số nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài về đó làm lễ ở tại Việt Nam đó, đó thì uh, chùa thật là bự hả? khổng lồ nó rồi uh, rồi sao đó anh chị nhiều lắm nó không còn có rồi cúng giường phải cúng giường thứ dữ cúng cho nó là cúng thứ dữ không à nhà giàu đua nhau cúng nhờ người nghèo vô trong đó cũng ráng kiếm để mà cúng đó cho nên là cái cái Phật giáo ngày hôm nay nó biến tướng dữ lắm và niềm tin vào tôn giáo đó đã không còn thì đấy là thì đó là cái gì anh chị cái 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 âm mưu đó, đó là cái cái chiêu trò của việt cộng nó muốn phá tôn giáo là như vậy đó. đó. cho nên là anh chị đừng có nói đất nước việt nam phát triển về giáo dục nó cũng phá không về tôn giáo nó cũng phá đó về văn hóa nó phá cho nét cái văn hóa của mình là cái gì ngày hôm nay chúng ta có văn hóa không không cái lối sống của người việt người, à, quên xin lỗi quý vị cái lối sống của người việt của mình là gì anh chị lá lành đùm lá rách ở nghèo cho sạch thì rách cho thơm có nghĩa là chúng ta nghèo nghèo nhưng mà chúng ta đừng có làm xấu cái nhân cách của mình chúng ta có cái lòng tự trọng nhưng mà đối với việt cộng thì không càng nghèo thì càng ăn trộm ăn cướp nhiều không những là ở trong việt nam mà đi ra nước ngoài nữa cho nên làm nghèo thì làm sao mà, mà 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 sạch được mà nó nghèo cho sạch rách cho thơm nghèo lắm có sạch nổi mà rách sao thơm đã đã đá đã, đã, đã bởi vì nghèo rách rồi không có tiền biểu thơm làm sao thơm không có tiền mua xà bông tắm nó không có sao không có tiền để mua xà bông giặt đồ không không có tiền mua nước làm sao thơm nổi nghèo cho sạch rách cho thơm ừ. cái thời nào thì cái thời dịch cộng là đừng có nói nghèo cho sạch rách cho thơm rồi à, dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe phần chia sẻ của thùy dương về hòa thượng thích tuệ sĩ như quý vị đó rồi chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Thời Dương sẽ trở lại trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.